kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bác Cứng nha. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị yêu về một dòng sản phẩm gọi là toner quốc dân đang được rất là nhiều chị em vừa rồi vào dòng sản phẩm này, đó là dòng sản phẩm nước hoa hồng My Mother. Đây là dòng sản phẩm nước hoa hồng của Hàn Quốc và đang được rất là nhiều chị em gọi là quốc dân, nên ai cũng có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm này. Đây là dòng sản phẩm nước hoa hồng quốc dân My Mother, mùa này dùng nước hoa thì rất là sướng luôn, có công dụng là làm dịu và làm mát da dị ứng nè, làm sạch da và cân bằng dầu cho da, làm mềm mịn và ngăn ngừa lão hóa cho da, chống khuẩn giảm viêm nè, chứa rất là nhiều vitamin thiện tốt, rất là tốt cho da luôn. Sản phẩm không chứa những cái chất làm hại da và thành phần từ động vật hay là màu tổng hợp đều không có chứa nha. Cái dòng sản phẩm này gọi là nước hoa hồng toner của My Mother. Đây là dòng sản phẩm được chiết xuất từ hoa hồng và đặc biệt là dòng sản phẩm này á là khá nổi tiếng luôn, giúp da được cấp ẩm, làm sạch và phù hợp với mọi loại da luôn nha mọi người. Đặc biệt là dòng sản phẩm này có 5 cách sử dụng và hôm nay em sẽ chia sẻ từng cách một để mọi người sử dụng nó không có bị nó không bị sai, và cái dòng sản phẩm này cũng như là có nhiều cách sử dụng nên mọi người có thể là áp dụng cái dòng sản phẩm này với cách sử dụng nào tùy mình thích cũng như là mình tiện nhất nha. Cách thứ nhất là tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho da. Sau khi rửa mặt và thấm bông gòn vào nước nhẹ nhàng lau sạch quanh mặt là lúc đó mới chị đã tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho da rồi. Đó là cách thứ nhất nha. Và tiếp theo đó là cách thứ hai là dưỡng da. Mấy chị sẽ xịt hoặc là dùng cái chai nước hoa này là mở nắp ra đây. Mấy chị sẽ gọi là mở cái chai nước hoa này ra và phủ lên da bất kỳ những cái chỗ nào da cảm thấy khô hoặc là da căng da hoặc là sau khi đi nắng thì mấy chị có thể là dùng dưỡng sức khoáng cũng được luôn nha. Là mấy chị sau khi mà đi ngoài nắng nhiều hoặc là da mình đang khô hoặc là đang căng da cảm giác nó rất là khó chịu, mấy chị sẽ mở cái chai nước hoa này ra, sẽ lấy một lượng vừa đủ cái tay nè, mấy chị sẽ vỗ nhẹ lên da. Đó là cách thứ hai là cách dưỡng da. Và cách thứ ba là cách làm dịu da. Đây, làm dịu da như cái London Mask là thấm mặt nạ vào bông gòn và dung dịch rồi đắp lên da. Mấy chị sẽ mua một cái mặt nạ giấy mà chưa có tắm những cái nước hoa hồng hoặc là chưa phải là cái mặt nạ của những cái hàng khác. Đó là chỉ là cái mặt nạ để mấy chị có thể là dùng nước hoa hồng này là xịt lên. Đó, nó sẽ làm ướt cái miếng mặt nạ đó và mấy chị sẽ đắp lên da mặt. Hoặc là mấy chị dùng những cái bông tẩy trang á. Mấy bông tẩy trang như thế này nè. Đây, mấy cái miếng bông tẩy trang như thế này nè. Đó, em đang dùng cái loại này nha mọi người. Như này nè, mấy chị sẽ xịt ra nha, sẽ đắp lên cái làn da mặt mình, đắp đều lên. Đó là cách thứ ba là làm dịu da. Và cách thứ tư á là làm lớp nền không bị mốc da mặt. Đây là cách rất là hữu ích luôn, cũng như là cách này á sẽ cho da của mấy chị khi mà trang điểm nó cực kỳ đẹp và cực kỳ tự nhiên, nó sẽ không có bị mốc da, cũng như là khi mấy chị cười nó không có bị gọi là nhăn da cạn phấn nha. Bước đầu tiên là mấy chị sẽ thấm bông vào cái lớp trang vào trong cái dịch nước hoa hồng này nè, rồi vắt ráo, sau đó mấy chị dùng bông này bông trang điểm này đánh lên để đánh BB hoặc là CC cream hoặc là những cái lớp nền sẽ rất là đẹp. Mấy chị sẽ dùng cái nước hoa hồng này nè chế vào trong cái bông này và vắt cái bông này thật là ráo nước, sau đó mấy chị sẽ cho một cái lớp nền lên này nè và mấy chị sẽ lấy cái bông này nè tán ra, tán cái lớp nền nó ra thì cái lớp trang điểm rất là đẹp, nó sẽ giúp cho lớp trang điểm được mịn được đẹp và đặc biệt là nó sẽ không có làm bị mốc hoặc là bị cạn phấn nha. Đặc biệt là dòng sản phẩm này á, chị nào mà muốn đặt hàng mua dòng sản phẩm nước hoa hồng là gọi là My Mother đây thì liên hệ cho em qua số hotline bên em là 0355 828 057, hoặc là mấy chị có thể là kết bạn qua cái Facebook bên em, Facebook là Trần Thị A Lip chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua Zalo bên em qua số là 0933 766 739, hoặc là 0773339279 nha, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ trực tiếp qua cái Zalo bên em đã đầy bạn rồi, nhưng mà có thể là inbox qua cho em qua số là 0355 838057. Đây là một dòng sản phẩm chính hãng à, và đặc biệt là nhận được rất là nhiều giải thưởng lớn trong làm đẹp. Là cái dòng sản phẩm này được dùng cho tất cả các loại da, hầu như là mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng được và nó sẽ không gây độc hại cho da cũng như là phục hồi da rất là tốt. Nên chị nào mà muốn mua cái dòng sản phẩm chính hãng này có thể là alo trực tiếp cho em. Chị ơi em muốn mua, hoặc là em ơi chị muốn mua cái dòng sản phẩm nước hoa hồng My Mother này để về sử dụng thì cứ inbox thẳng cho em hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nha. Đây là dòng sản phẩm chính hãng, mọi người tránh tình trạng là mua những cái hàng giả hàng nhái tràn lan trên thị trường là mọi người không biết nguồn gốc xuất xứ của nó ở đâu. Còn em là bán chuyên và hàng chính hãng nên mọi người có thể là yên tâm mua sản phẩm tại shop em để sử dụng, để mình biết được là cái dòng sản phẩm này nó tốt đến đâu cũng như là nó sẽ bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cái làn da của chị hơn nha. Cảm ơn mọi người đã xem video bên em và em cam kết là